Olivia Cooper được cầu thủ kém 4 tuổi cầu hôn hé lộ tính cách trong tương lai ăn đứt Nick Jonas. Olivia Cooper được Christian McCaffrey cầu hôn ngày 2 tháng 4, nhưng đến nay cô mới công bố tin vui với người hâm mộ. Trên tài khoản cá nhân, Hoa hậu Hoàn Vũ 2012 đăng ảnh bạn trai quỳ gối đeo vào tay cô chiếc nhẫn kim cương hình bầu dục. Theo People, chiếc nhẫn có kích thước từ 5 đến 6 carat, khoảng 100.000 đến 200.000 USD. Người đẹp nước Mỹ đồng ý làm hôn thê của tuyển thủ bóng bầu dục khi cả hai đang đi du lịch ở Utah. Bạn bè của McCaffrey cho biết ngôi sao NFL lên ý tưởng cầu hôn Cooper đã khá lâu. Anh đặt hàng Nicole Redman, giám đốc hãng trang sức Ring Corey, để chế tác chiếc nhẫn chỉn chu truyền tải được thông điệp tình yêu dành cho nửa kia. Tin hoa hậu cao 1m68 hẹn hò cầu thủ McCaffrey xuất hiện vào tháng 5 năm 2019 khi anh nhấn thích bức ảnh trên trang cá nhân của Cooper. Sau đó paparazzi nhìn thấy họ đi du lịch cùng nhau ở Mexico và cho đến Valentine 2020 họ mới công khai quan hệ tình cảm. Đăng ảnh thân mật với bạn trai, Cooper thổ lộ: "Cảm ơn anh đã đến và làm thay đổi cuộc sống, chỉ cho em biết thế nào là tình yêu mà mình luôn mơ ước. Em cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất." Đến nay họ đã bên nhau 4 năm, cặp sao không ngần ngại thể hiện tình cảm trước đám đông hay trên mạng xã hội. Cô thường xuyên khoe ảnh hôn McCaffrey trong các chuyến du lịch. Đáp lại tình cảm của Cooper, cầu thủ sinh năm 1996 gọi cô là người truyền cảm hứng, giúp anh vực dậy khỏi cảm xúc tiêu cực. McCaffrey cảm ơn Cooper vì khiến cho anh vui cười, hạnh phúc mỗi ngày. Dù bận đến mấy, Miss Universe 2012 vẫn dành thời gian đến cổ vũ bạn trai trong các trận đấu. Cô là bạn gái, chỗ dựa tinh thần giúp anh có thêm động lực cố gắng. Khoảnh khắc hoa hậu hôn chúc mừng McCaffrey sau chiến thắng không còn xa lạ với truyền thông. Tại các sự kiện showbiz, McCaffrey cũng xuất hiện tháp tùng Cooper, năm cầu thủ được khen trưởng thành xứng đôi với hoa hậu, dù anh nhỏ hơn cô 4 tuổi, đôi yên ương luôn ở tâm điểm ống kính mỗi khi sánh bước bên nhau. Tháng 6 năm 2022, Cooper đăng ảnh khóa môi bạn trai trước ánh hoàng hôn, nhưng kỷ niệm 3 năm yêu, người đẹp bày tỏ trước khi gặp McCaffrey, cô chưa sẵn sàng bước vào quan hệ mới vì sợ tổn thương như những lần yêu trước. Tuy nhiên may mắn, Cooper cảm nhận được McCaffrey khác với những người đàn ông cô từng gặp. Hoa hậu bày tỏ, anh ấy là người ngọt ngào, khiêm tốn và cũng rất dễ tổn thương. Tôi biết ơn con tim khi đã thúc giục tôi mở lòng đón nhận tình yêu mới. Cảm ơn anh, Christian, vì đã khôi phục niềm tin của em đối với tình yêu. Olivia Cooper, sinh năm 1992, giành vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2012 sau khi đăng quang Hoa hậu Mỹ cùng năm. Cô thành công ở vai trò người mẫu, MC và từng được tạp chí Maxim bình chọn là mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới 2019. Hoa hậu từng yêu ca sĩ Nick Jonas, cầu thủ bóng bầu dục Danny Amendola. Trước đó, trong show truyền hình thực tế xoay quanh cuộc sống của ba chị em nhà Cooper, show The Cooper Sister, Olivia Cooper đã chia sẻ những điều ít người biết tới về cuộc sống riêng của cô. Theo đó, điều bất ngờ nhất là việc cô đã phải vật lộn với những cảm xúc tiêu cực và vấn đề tài chính cá nhân hồi năm 2015 sau khi chuyển tới sống ở Los Angeles, Mỹ. Ban đầu, Olivia chuyển tới Hollywood để có thể ở gần Nick Jonas. Khi Olivia Cooper chuyển tới Hollywood để vừa có thể ở gần bên bạn trai, vừa chính thức tìm kiếm cơ hội sự nghiệp ở Hollywood, thì mối quan hệ giữa họ gặp nhiều khó khăn, thử thách và rồi đi tới kết thúc. Lúc này vừa mới chân ướt chân ráo tới Hollywood, rồi trải qua đổ vỡ tình cảm với bạn trai, Olivia Cooper gặp vô vàn khó khăn. Lúc này tôi chưa có nhiều cơ hội công việc ở Hollywood, chưa có thu nhập đáng kể từ các công việc có được ở đây. Tôi còn đến đây vì tình yêu, nhưng rồi chuyện tình cảm tan vỡ, tôi cảm thấy mình như trong phút chốc trở thành trắng tay. Tôi không còn cảm nhận rõ ràng hay tích cực nào về chính bản thân. Tôi từng đặt tất cả định vị về bản thân, về cuộc sống của mình vào anh ấy. Đó cũng là chuyện thường thấy và dễ thông cảm khi một người trẻ bước vào tình yêu. Tôi chỉ nhớ rằng ở giai đoạn ấy, từ ngày này sang ngày khác, tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà và hiểu rằng ngay đến ngôi nhà này mình cũng đang dần mất khả năng thuê để ở. Tôi đặt ra cho bản thân những câu hỏi như mình sẽ trả tiền thuê nhà bằng cách nào đây, mình thậm chí còn đang không đủ tiền mua rau. Giai đoạn ấy thực sự nặng nề và khó khăn đối với tôi, nhưng sau cùng cũng chính giai đoạn ấy dạy cho tôi biết được rằng tôi không được phép bỏ cuộc vì bất cứ ai hay vì bất cứ việc gì, Olivia nhớ lại.